Ông Park chọn đội hình đấu tuyển Nhật Bản, đăng ký kênh để xem nhé. Đội tuyển Việt Nam đã không còn mục tiêu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và với lực lượng không mạnh nhất, chắc hẳn ông Park Hang Seo không còn ngần ngại tung hết vốn liếng để chơi ra trò trước chủ nhà Nhật Bản. Chỉ có thể đưa sang Nhật Bản 20 cầu thủ, cùng thủ môn Văn Lâm vừa trở lại sau chấn thương, thay cho ông Park chẳng còn gì để mất khi đá trận cuối cùng trên sân Saitama chiều 29 tháng 3. Vì lý do bản quyền nên các bạn xem video trực tiếp tại link ở phần mô tả nhé. Có hơn 10 cầu thủ bị chấn thương và dương tính với Covid-19 khiến ông Park Hang, seo thiếu quân trầm trọng. Một ngày trước cuộc đối đầu với chủ nhà Nhật Bản, ông thầy Hàn mất thêm trung vệ Smith và tiền đạo Hà Đức Trinh, do quy định F1 phải cách ly 3 ngày. Ông Park cũng không có phiên dịch Lê Huy Khoa, do nhiễm Covid-19 là thực sự rất khó khăn cho 90 phút cuối cùng. Với lực lượng không mạnh như ý muốn. Ông Park cho biết còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu cùng một tinh thần không từ bỏ. Tuy nhiên, thầy Hàn chắc chắn phải chấp vá đội hình để đưa ra sân thành phần theo ông là mạnh nhất rồi mới lần lượt tung các quân bài dự trữ vào sân. Khác với trận tiếp Oman năm ngày trước, đội tuyển Việt Nam cần chơi thận trọng để không thua và chờ thời phản công tìm cơ may. Lần này đã với Nhật Bản trận cuối cùng, ông Park không nhất thiết phải toan tính cho học trò tử thủ để làm gì nữa. Suy cho cùng, nếu có dốc hết sức với một lực lượng không lành lặn, các tuyển thủ Việt Nam cũng khó lòng ngăn cơn lốc xanh Nhật Bản trên thánh địa Saitama. Thủ môn Văn Lâm có thể ra sân trong đội hình xuất phát để tìm lại cảm giác bóng, dù đồng nghiệp Nguyên Mạnh mấy trận vừa qua chơi không lỗi. Khó ở hàng thủ không có thành trung do thẻ phạt, ông Park chỉ còn Quế Ngọc Hải kỳ cựu, bên cạnh hai tuyển thủ trẻ Việt Anh và Thanh Bình. Càng khó hơn ở biên trái, Văn Thanh từng chơi không ổn trận gặp Oman, cũng là nguyên nhân cho ông Park mạnh dạn đưa Thanh Thịnh thế chỗ, còn biên phải vẫn do tấn tài gánh vác tuyến giữa đội tuyển Việt Nam khủng hoảng nghiêm trọng nhất khi chỉ còn 4 tiền vệ đúng nghĩa. Và với sức khỏe lẫn phong độ của Tuấn Anh chưa bảo đảm, nhiều khả năng cầu thủ dưới 23 tuổi Lý Công Hoàng Anh có dịp sánh bước với đội trưởng Hùng Dũng và Quang Hải cầm nhịp giữa sân. Đặt trường hợp ông Park muốn chơi với 4 tiền vệ, có thể tiền đạo Văn Toàn sẽ chiếm xuất ra sân từ đầu và hàng công chỉ có mỗi công phượng. Còn nếu đá bằng hai tiền đạo, cơ hội cho Tuấn Hải tiếp tục ra sân rất lớn. Nỗi lo lắng khác của huấn luyện viên Park Hang-seo là thành phần dự bị không thiếu mà chưa tinh. Giả sử thói quen của thầy Park thường cho thay đủ năm vị trí, thực sự rất khó cho ông tìm ra gương mặt đáng tin cậy để khỏa lấp những hạn chế về chuyên môn. Nhưng dù sao đá với thế không suy nghĩ về chuyện thắng thua, các học trò ông Park thành thơi tâm lý hơn để tỉnh táo ứng phó với đối thủ lớn Nhật Bản. Lọt lứt ít cũng là một thành công của đội tuyển Việt Nam, trước đội chủ sân Saitama hùng mạnh đá 23 trận đá thắng 17 trận tại đây. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp quản đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu giữ huy chương vàng SEA Games 31 vào đầu tháng 5 trên sân nhà. Ông Park chọn đội hình đấu tuyển Nhật Bản. Đăng ký kênh để xem nhé. Đội tuyển Việt Nam đã không còn mục tiêu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và với lực lượng không mạnh nhất, chắc hẳn ông Park Hang-seo không còn ngần ngại tung hết vốn liếng để chơi ra trò trước chủ nhà Nhật Bản. Chỉ có thể đưa sang Nhật Bản 20 cầu thủ cùng thủ môn Văn Lâm vừa trở lại sau chấn thương thầy cho ông Park chẳng còn gì để mất khi đá trận cuối cùng trên sân Saitama chiều 29 tháng 3. Vì lý do bản quyền nên các bạn xem video trực tiếp tại link ở phần mô tả nhé.